giai đoạn xuất gia và thành tựu. Sau 7 năm đi du học khắp nơi, truy cầu đạo lý từ nhiều bậc đại sư khác nhau, cuối cùng Thái tử cũng tự mình chứng ngộ viên mãn sau nhiều ngày nhập tịch. Ngài trở thành Đức Phật Tổ Thích Ca của dòng tu Phật giáo Thích Giáo năm 36 tuổi. Ngài chỉ dạy cho độ chúng tăng trưởng trí tuệ, phải chấp vô minh, tự mình giải thoát khỏi tứ khổ. Người đời thường gọi chung dòng tu Thích Giáo là Phật giáo vậy. Phật giáo và Đạo giáo đã có từ trước Đức Thích Ca, với nhiều dòng tu truy cầu giải thoát khác nhau như Kỳ Na giáo, Ẩn giáo. Cũng vì đã có từ lâu đời nên các giáo lý chân truyền đã bị mai một theo thời gian. Từ điểm này, Thái tử Tất Đạt Đa mới tìm kiếm một con đường khác, cách thức khác cho phù hợp với thời thế bấy giờ. Dòng tu Phật giáo Thích Ca hay Thích Giáo là một dòng tu thuộc Phật đạo. Cho nên Đức Phật Thích Ca là Phật Tổ, là vị tổ sư sáng lập nên dòng tu Thích Giáo theo đường lối của Đức Thích Ca. Chứ Ngài không phải là tổ sư tất thảy các dòng tu theo Phật, vì có nhiều dòng tu đã xuất hiện từ trước đó. Về sau này, có nhiều tông phái xuất hiện từ dòng tu Thích Giáo gốc năm xưa. Các chi phái này đều không phải do Đức Thích Ca có chủ trương thành lập. Bởi chính Đức Thích Ca năm xưa không lập giáo hội, chỉ lập tăng đoàn. Tăng đoàn này các thành viên là đồng đạo, đạo hữu, cùng nhau theo đường lối tu dưỡng tâm tánh giống nhau. Đức Thích Ca không nhận đệ tử, chỉ có tín chúng, tín giả, tín đồ. Họ ưa thích và tin theo giáo lý của Ngài truyền dạy, thực hành được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nhiều người tự nhận mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca là do họ tự nhận thôi, chứ Đức Phật Thích Ca không có nhận họ làm đệ tử. Về sau này, các tín giả, tín đồ của Thích Giáo tự nhận mình là Thích Tử, con Phật Thích Ca, đệ tử Phật Thích Ca đều là tự nhận một chiều. Ngài có vài vị thị giả thổ còn tại thế khi đi truyền đạo. Việc tu đạo của Ngài là sẽ ly tư dục, đến gia đình, cha mẹ, vợ con, Ngài còn sẽ ly nhân duyên, xem họ cũng như bao chúng sinh khác. Ngài truyền đạo và thuyết giảng để họ tự giải thoát. Ngài không ôm lấy các nhân duyên mang tính quan hệ xã hội và thân tộc mình bao giờ. Ngày nay, nhiều người thích tự xưng mình là con Phật, là đệ tử của Phật đều là một chiều thôi. Có 10 vị tín đồ ưu tú, được tín chúng tôn vinh là thập đại đệ tử của Ngài. Ban đầu, tăng đoàn chỉ có nam nhân được tham gia, nữ nhân chỉ làm tín giả thôi, không tham gia tăng đoàn. Về sau, Ngài đổi duyên cho mẹ nuôi của mình là Maha Ba Xà Ba Đề, phu nhân cùng vợ thế gian là Gia Thâu Đà La xuất gia. Tỳ kheo ni đoàn được lập do phu nhân Maha Ba Xà Ba Đề làm ni trưởng, chấp trưởng lãnh đạo.